từ ngày 5 tháng 12 năm 2020, khi nhà đầu tư bán số lượng cổ phiếu được trả cổ tức, được chia thưởng thì sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 126 hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 5 tháng 12 năm 2020, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, nơi các cá nhân ủy thác danh mục đầu tư sẽ khai và nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán. Cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán, cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn, cá nhân góp vốn bằng bất động sản, phần vốn góp chứng khoán. Mỗi một nhà đầu tư khi nhận được cổ tức là phải nộp thuế trên cái cổ tức đó là 5%. Cái trường hợp nhà đầu tư mua bán chứng khoán thì quy định anh theo luật thuế thu nhập cá nhân, nếu có chênh lệch có thu nhập từ việc kinh doanh chứng khoán thì cũng phải nộp thuế. Điều đó đồng nghĩa với việc khi nhà đầu tư bán lô cổ phiếu từ cổ tức hoặc được chia thưởng thì sẽ bị khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân. Đây đang là mối trăn trở của nhiều nhà đầu tư khi bản chất của việc chia cổ tức bằng cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng thêm trong khi giá trị lại giảm đi. Cụ thể, đối với hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cho cổ đông thay vì tiền mặt. Khi thị trường chứng khoán ở trong giai đoạn giá tăng, nhà đầu tư sẽ có xu hướng giữ nhiều cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Do đó, việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được ưa chuộng hơn trong thị trường tăng giá. Xét trên góc độ toán học, việc chi trả cổ tức đa phần chỉ có lợi đối với những nhà đầu tư dài hạn nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp lâu dài. Bởi lý do, lợi nhuận của nhà đầu tư nhận được từ việc đầu tư vào cổ phiếu thì đến từ hai nguồn chính, đó là chênh lệch giá và cổ tức. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thực hiện chia cổ tức, giá cổ phiếu lại có sự điều chỉnh đúng bằng với tỷ lệ cổ tức được chia. Như vậy, giả sử giá cổ phiếu trên thị trường không có sự tác động thêm của bất kỳ yếu tố nào mà chỉ là sự điều chỉnh trong ngày trừ cổ tức, thì việc chia hay không chia cổ tức là giống nhau, lợi ích của nhà đầu tư tại thời điểm nhận cổ tức là không thay đổi. Đối với những nhà đầu tư dài hạn, họ nắm giữ cổ phiếu lâu dài, thì theo thời gian, nếu hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tốt, thị trường chứng khoán không quá tiêu cực, thì nhóm nhà đầu tư này sẽ được hưởng lợi. Đối với quy định mới về thuế, ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam chia sẻ, trả cổ tức bằng cổ phiếu không phải là hình thức phân phối lợi nhuận sau thuế hay chia tiền mặt cho cổ đông. Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu không làm thay đổi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm chia, không làm giảm lợi nhuận chưa phân phối của doanh nghiệp như trường hợp chia cổ tức bằng tiền mặt, không làm gia tăng giá trị cổ phiếu về mặt sổ sách và thị giá. Do vậy, khi cổ đông nhận được cổ phiếu thì khoản này không được coi là thu nhập từ đầu tư vốn.